Có lẽ dù dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đã phần nào bị đẩy lùi và các rạp phim đã bắt đầu đi vào hoạt động trở lại. Tuy nhiên, thì tình trạng vắng vẻ của các rạp phim vẫn còn đó vì người dân còn lo sợ dịch bệnh và các phim bom tấn đã đồng thời bị lùi ngày công chiếu. Thì ngay lúc này đây tại Việt Nam, bộ phim tài liệu âm nhạc đầu tiên về nam ca sĩ Sơn Tùng đã chính thức được ra mắt với cái tên Sky Tour Movie, thu hút tận 10.000 lượt bán vé chỉ trong ngày đầu tiên mở bán, chấm dứt chuỗi ngày điều hưu tại các rạp phim. Vậy bây giờ, ta hãy cùng tìm hiểu xem Sky Tour Movie có gì hay và hấp dẫn thôi nào. Sky Tour Movie là dự án phim tài liệu âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng MTP sau gần một năm im ắng. Bộ phim là sự tổng hợp các tour diễn đỉnh cao của Sơn Tùng MTP qua Sky Tour 2019 diễn ra tại 3 tỉnh thành là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội sẽ được truyền tải đến khán giả cũng như các fan hâm mộ một cách chân thực, sống động nhất qua màn ảnh lớn. Bên cạnh đó, những khía cạnh mới về công việc, nghệ thuật và cuộc sống riêng của nam ca sĩ trẻ người Thái Bình cũng sẽ lần đầu tiên được hé lộ đến khán giả qua dự án phim điện ảnh lần này. Với tính chất là một bộ phim tài liệu âm nhạc, mọi nhận định và đánh giá về Sky Tour Movie lần này sẽ khác hẳn với các bộ phim đã được review trên kênh. Không như các bộ phim điện ảnh thông thường, phim tài liệu chính là một thể loại khá khó tiếp cận với đại đa số khán giả nói chung và khái niệm này cũng còn khá mới đối với thị trường điện ảnh Việt Nam nói riêng. Chính vì thế mà Sky Tour Movie của MTP Entertainment là một sự mới mẻ, bộc phá, không chỉ làm các phòng vé nóng trở lại mà còn đem một thể loại mới hơn đến với thị trường Việt Nam. Nên đó là lý do đầu tiên bạn nên đến rạp và ủng hộ cho dự án lần này. Lý do tiếp theo để bạn đến rạp và xem Sky Tour đó chính là vì đây là cách để bạn tận hưởng bữa tiệc âm nhạc hoành tráng bậc nhất năm 2019 vừa qua nếu như đã bỏ lỡ. Sky Tour thay hữu cho mình hàng loạt các khúc đình đám từ trước đến giờ của Sơn Tùng MTP, từ các bản nhạc sôi động như Chạy Ngay Đi, Remember Me, Hãy Trao Cho Anh, cho đến các ca khúc sâu lắng và êm ấm hơn như Chắc Ai Đó Sẽ Về, Mãi Như Ngày Hôm Qua sẽ được trình diễn đến cho khán giả. Lý do thứ ba để bạn xem Sky Tour đó chính là ngoài các bản nhạc đình đám ra thì như đã nói, cuộc sống hàng ngày của Sơn Tùng trong quá trình thực hiện Sky Tour từ Nam ra Bắc sẽ được trình chiếu một cách đầy chuyên nghiệp và gần gũi với khán giả. Khác xa với các từ gọi như là sếp, chủ tịch mà fan vẫn hay dùng, chàng ca sĩ người Thái Bình sống đời sống thường nhật đúng với cái tuổi 25 của mình, vô cùng dễ thương, gần gũi và có rất nhiều hành động đầy nhí nhố. Bên cạnh đó thì khi vào công việc, Sơn Tùng lại trở nên cực kỳ nghiêm túc và khắt khe với từng tiết mục của mình, từ sân khấu, âm thanh, visual, ánh sáng, mọi thứ đều được nam ca sĩ tính toán và truyền đạt vô cùng đầy đủ với tổ thiết kế, hòng mục đích tạo ra cảm giác thoải mái và xứng đáng với tất cả khán giả dù họ ngồi bất kỳ chỗ nào khi live show được diễn ra. Ba lý do ở trên nhìn chung thì có vẻ rời rạc và khó thể nói đây là một bộ phim được. Thì có một điều đặc biệt ở dòng phim tài liệu âm nhạc, đó là mạch phim phải được dàn trải đầy đủ giữa đời sống và các màn trình diễn, cũng như nhịp độ phải lên xuống sao cho phù hợp. Thì các yếu tố cần và đủ đó ở Sky Tour Movie đều đáp ứng từ vừa đủ tốt cho đến hoàn hảo. Vừa đủ tốt, đó là ở các đoạn chuyển cảnh giữa màn trình diễn sang lời thoại vẫn chưa là mình hài lòng lắm vì sự chuyển đổi trạng thái tương đối nhanh từ sôi động sang sâu lắng. Còn hoàn hảo chính là âm thanh và hình ảnh. Nhờ sự kỹ càng mà mình đã nói ở trên thì các bài hát của Sơn Tùng được thực hiện với đầy đủ các cung bậc cảm xúc cũng như các bài hát sẽ được mix lại, thêm thắt vài câu từ cho mới mẻ. Từ đó, dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ thay vì đi coi live show thì ở nhà coi MV của một số khán giả nói chung. Nhìn chung lại thì Sky Tour Movie là một luồng gió mới vô cùng thích hợp để tạo động lực cho khán giả ra rạp trở lại. Và với tính chất là một bộ phim tài liệu âm nhạc nên mình sẽ không chấm điểm cho bộ phim lần này mà chỉ kèm vài lời khuyên. Đó là nếu bạn là một người yêu thích âm nhạc thì bạn nên đi xem bộ phim này vì những trải nghiệm cực kỳ sôi động mà nó đem lại. Còn nếu bạn là fan của nam ca sĩ hot nhất Việt Nam, Sơn Tùng MTP, thì chắc chắn đừng mất thời gian nữa, hãy chạy ngay đi ra rạp, mua vé và xem Sky Tour Movie đi. Hãy comment lại ký các bạn về bộ phim ở bên dưới nếu đã xem rồi. Đừng quên subscribe cho kênh, cùng nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ clip nào mình ra trong tương lai. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tang on!